cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chiều ngày 17 tháng 10, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là chung thân. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội rửa tiền, 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 23 năm. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội rửa tiền, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp 16 năm tù. Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 15 năm tù. Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 17 năm tù. Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Square Việt Nam, 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 12 năm tù. Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 9 năm tù. Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 10 năm tù. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp là 14 năm tù. Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty WMC, 5 năm tù. Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 10 năm tù. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Naturaland, 7 năm tù. Thái Thị Thanh Thảo, nguyên Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Worldsale thuộc Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, 5 năm tù. Ngô Thành Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông giai đoạn 2015 đến tháng 4 năm 2019, 5 năm tù. Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, 4 năm tù. Quốc Hartman Oliver, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, 5 năm 6 tháng tù. Trương Vincent King, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Peninsula, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sunnyworld, 5 năm tù. Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên, Ngân Quỹ, kiêm Thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, 4 năm tù. Phan Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula, 5 năm tù. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng, Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 4 năm tù. Phan Chí Luân, nhân viên Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 5 năm tù. Trần Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Setra, 5 năm tù. Trần Thị Lan Chi, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Setra, 3 năm tù. Trần Đình Hưng, nguyên Phó Giám đốc Tài chính Công ty Sunnyworld và Công ty Quang Thuận, 5 năm tù. Huỳnh Phong Phú, nguyên Kế toán Công ty Quang Thuận, 3 năm tù. Vũ Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Tài chính Công ty Sunnyworld, 6 năm tù. Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Sunnyworld, 3 năm tù. Lý Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán ANC, 3 năm tù. Phạm Hoa Đăng, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán ANC, 2 năm tù. Nhóm tội rửa tiền: Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam Times Square, 2 năm tù. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 2 năm 6 tháng tù. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của Trương Mỹ Lan, 2 năm 6 tháng tù. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, 2 năm 6 tháng tù.
Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tóm lược quá trình diễn ra phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát trong gần một tháng qua, quan điểm của các bị cáo và luật sư, đồng thời đưa ra quan điểm về hành vi phạm tội của các bị cáo. Theo hội đồng xét xử, dựa trên các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền với số tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tương đương 4,5 tỷ đô la Mỹ, 106.730 tỷ đồng. Cụ thể, bà Lan và các bị cáo đã thông qua 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm An Đông, Sanugo, Quang Thuận và Secha phát hành trái phiếu. Trong số này, công ty Secha kinh doanh thua lỗ không đủ điều kiện phát hành. Các bị can đã xử lý kỹ thuật với sự hỗ trợ của kiểm toán viên thuộc công ty kiểm toán ANC để sửa đổi báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán giúp công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Bà Lan và đồng phạm đã hoàn tất việc phát hành 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp. Hội đồng xét xử xác định rằng quá trình phát hành trái phiếu có sự tham gia của nhiều cá nhân từ Vạn Thịnh Phát và SCB, những người đã phối hợp triển khai. Sau khi phát hành, SCB đã thực hiện hàng loạt hoạt động dụ dỗ khách hàng, trong đó phần lớn là người gửi tiền tại SCB mua trái phiếu. Hành vi tội phạm được hoàn thành ngay khi tiền của các bị cáo đã được chuyển vào SCB. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, các bị cáo tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian lận để rút tiền mặt và che giấu dòng tiền, sử dụng số tiền này vào các mục đích không đúng với phương án phát hành trái phiếu. Các bị cáo đã xây dựng một quy trình từ việc lựa chọn công ty phát hành, ký kết các hợp đồng khống, xử lý dòng tiền khống, bán cho các công ty sơ cấp và phân phối cho hàng trăm nghìn người dân. Hội đồng xét xử khẳng định quy trình này thể hiện rõ ý thức chiếm đoạt từ trước khi có hành vi thực hiện. Đây là dấu hiệu đặc trưng của tội danh, do đó tòa án không có căn cứ để chấp nhận quan điểm của một số bị cáo và luật sư cho rằng họ không nhận thức được hành vi khi thực hiện tội phạm. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang xác minh đơn tố giác có nội dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền đặt cọc bán nhà. Theo đó, Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Bích Nguyệt sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền đặt cọc bán nhà. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Thị Bích Nguyệt nhưng hiện không rõ nơi ở của đối tượng để phục vụ điều tra. Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên. Đề nghị ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông VTV tố cáo Trần Thị Hội, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tỉnh Bạc Liêu, chỗ ở chung cư Eco Green đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Hội quanh co che giấu không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định
Năm 2020, quá trình quen biết ông VTV, Trần Thị Hội đưa ra thông tin gian dối về việc là người nhà của lãnh đạo chính phủ đã từng giúp nhiều trường hợp được tiếp nhận phê duyệt các dự án, xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác. Năm 2021, ông VTV nhờ Hội tác động giúp một số công ty được giải quyết duyệt dự án điện gió tại tỉnh Kon Tum. Bà Hội đã nhận của ông VTV số tiền 5 tỷ đồng rồi sử dụng toàn bộ tiền vào mục đích cá nhân. Bằng hình thức trên, bà Hội còn nhận của bà DTTH, giám đốc một công ty bất động sản tại tỉnh Bình Thuận, số tiền 400 triệu đồng hứa hẹn tác động để giúp công ty của bà H sớm được duyệt hồ sơ thủ tục để thực hiện dự án khu dân cư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, bà Hội nhận của ông NHT số tiền 400 triệu đồng hứa hẹn lo xin việc cho ông NHT nhưng không thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn của bị can Trần Thị Hội, đồng thời kêu gọi ai là bị hại của Trần Thị Hội đề nghị đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Ngô Thị Hồng Vân, 48 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May xuất khẩu Thanh Vân, Công ty Thanh Vân về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo cơ quan công an, quá trình kiểm tra xưởng may, kho hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May xuất khẩu Thanh Vân tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 1.230 chiếc áo và 950 chiếc quần gắn mác các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để giám định. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác định Công ty Thanh Vân không có thỏa thuận hợp tác sử dụng nhãn hiệu, không ký kết hợp đồng sản xuất với công ty sở hữu nhãn hiệu. Mặc dù biết nhãn hiệu đó được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng Vân vẫn mua nguyên vật liệu và chỉ đạo công nhân sản xuất số hàng hóa giả mạo trên với tổng giá trị trên 580 triệu đồng để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.